Xin kính chào tất cả các quý anh quý chị. Hôm nay salon Luxury Car Hải Dương, địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, vừa về một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này là thương hiệu Mitsubishi Outlander bản 2.0 CVT, hộp số tự động. Xe này màu trắng, nội thất kem. Chiếc xe này sản xuất năm 2018 và đã sử dụng được hơn 6 vạn km. Hiện tại chiếc xe này bên salon em đang mong muốn bán với mức giá là 685 triệu. Tuy nhiên thì giá trên vẫn còn thương lượng được và vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 60-70% giá trị xe nếu như anh chị có nhu cầu. Thì mọi chi tiết xin hãy liên hệ vào số 0978607555 hoặc 0941337888. Và bây giờ em sẽ đi vào phần chi tiết nội ngoại thất và khoang máy của chiếc xe này. Có xi nhan báo rẽ được tích hợp trên gương này, là răng đúc 18 inch. Hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe thì có đèn bi này, có đèn halogen, có giải LED định vị ban ngày đầy đủ. Dòng Mitsubishi Outlander là một chiếc xe 5+2, 7 chỗ ngồi, 2.0. Và nó đặc biệt là nó khá tiết kiệm nhiên liệu và cũng rất là bền. Thương hiệu Nhật Bản thì rất bền, Toyota rồi Mitsubishi đều rất là bền. Điều hòa mát sâu. Chiếc Mitsubishi Outlander này nó thuộc cùng phân khúc với Honda CR-V 5+2, cùng phân khúc với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Xe được trang bị đèn ổ thông minh, màn hình Android, cam lùi, điều hòa tự động, có nút đè start-stop, nội thất kem. Một chiếc xe ở phân khúc, giá cũng khá là bình dân, đi được 7 người, chạy rất là bền, form dáng nhìn cũng khá đẹp. Xe được trang bị hệ thống an toàn thì có phanh ABS này, rồi có cảm biến sau, màn hình cam lùi. Phía sau này ngồi được hai người với kích thước chiều cao loanh quanh khoảng tầm 1m6-1m65 thì vừa, cho trẻ con thì vừa. Ưu điểm của dòng xe này thì khá là tiết kiệm xăng, máy bền, điều hòa rất mát. Đây, theo như công bố của hãng thì chiếc xe này sẽ tiêu thụ khoảng 7,25 lít ở trên cung đường hỗn hợp. Trên vô lăng cũng được tích hợp các cái tổ hợp phím chức năng, đàm thoại rảnh tay này, chức năng quay giọng nói này, đây có hệ thống cân bằng điện tử này, chống trơn trượt này. Ai số thì có cả số tốc chậm, tốc nhanh này. Chỗ này là hệ thống chỉnh gương, cục gương này. Đây, dưới nắp capo này là động cơ 2.0. Và chiếc xe này bên em đang bán ra với mức giá là 685 triệu, còn thương lượng. Đó, anh chị yêu thích mẫu xe này vui lòng gọi cho em vào hai số trên,